Vâng, Quang xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả đang coi clip của Quang nhé. Vâng, quay lại với cái chủ đề trước đây, Quang đã làm một vài cái clip nói về cái con chim đuôi to này Quang mua về để với cái ý định là ghép đẻ. Vâng, và cũng chia sẻ một chút cái kinh nghiệm nuôi vột và cũng chứng minh cho mọi người thấy rằng là chú chim này ấy, là về Quang đổi thẳng trực tiếp sang cái sản phẩm cám chòe than của Quang. Và đấy, như anh em thấy là hiện tại đến ngày hôm nay là ngày 21 tháng 4 đấy, vào lúc 13 giờ chiều này, ngày 21 tháng 4 đó, là con này là Quang mua nó là ngày 10 tháng 4 và có đăng mấy cái clip ở trên kênh của Quang đấy. Đấy, hiện tại đến bây giờ là hôm nay là đã nuôi vột được em nó là 11 ngày. 11 ngày đổi sang cái sản phẩm cám mới hoàn toàn. Cái chú chim ấy là đã hót và múa nó nhẹ nhàng hơn, nó không còn gắt gỏng như là cái lúc ban đầu mới về. Đấy. Cái chú chim này thì hiện tại bây giờ là nó cũng đang bắt đầu vào lửa rồi, nó cũng bắt đầu đạt lửa đến tầm 90% rồi. Đấy. Đây là Quang đang bật cái clip của cái con chòe than của Quang nuôi từ năm 19 rồi. Đấy. Con này cũng là một trong những con chòe than mà đuôi to rất là đẹp mà Quang nuôi để quảng cáo cái sản phẩm cám chòe của Quang này. Lông lá rất là óng mượt này, múa hót rất là đẹp mắt này. Có điều là rất tiếc là cái con chòe than này là khi mình mua thì nó đã là con chim nó bị vỡ rồi, nó vột đưa được vào giàn nó rất là khó. Đây là cái phân cám của cái chú chim. Đây là cái con chòe mà Quang nuôi từ năm 19 và hiện tại bây giờ thì Quang vẫn đang nuôi mà để một mình nó ở dưới tầng 1 nhà Quang. Đấy. Còn đây là cái con than đuôi to mà Quang đã mua ở dưới Hà Nam từ hôm mùng 10 tháng 4 hiện tại đây. Hôm nay thì cái clip này thì là cái clip cuối về cái chú chòe than này Quang sẽ đăng lên để nói một số các vấn đề chủ yếu là chi tiết là về cái cách nuôi vột để cho mọi người thấy. Thực ra thì với cái con than này ấy, thì cái cách nuôi vột ấy thì nó là con chim mà nó rất là nóng tính, nó là con chim mà khi mà người bán ấy thì họ thu mua được ấy, thì họ có nói rằng là chủ cũ nuôi cũng rất là vạ vật mà đã từng dí giáp cho đánh nhau rồi, thì nó rất là khó để vột để mà ra dãi dượt rồi thì đưa vào giàn cội rồi sau này thi thố là gần như là không được rồi. Nó thực ra là nó thành cái bản chất nó đã là con chim rất là máu đấu đá rồi mà lại đi dí đánh nhau rồi thì gần như là khó, rất là khó vột, khó chơi. Đấy, nó là con chim chim bánh tẻ lên, chim truyền lên thôi. Đấy. Thế nhưng mà đã chơi múa hót đây là không được phép dí giáp. À, ví dụ như là chúng ta nuôi là chúng ta phải có những cái thung riêng và sau này khi chú chim của chúng ta nó đạt lửa ấy thì chúng ta sẽ cho nó đấu từ xa và nó thành một cái thói quen nhất định là đó. Đấy. Chứ còn đã dí giáp mà đã có những con nó vỡ rồi hoặc là có những con nó đã sục đánh rồi thì sau này để mà treo để mà cho nó đấu hót múa hót ở trên giàn trên cội rất là khó. Đấy. Thế còn rất là nhiều anh em là cũng chưa hiểu được là về cái vấn đề nuôi gột thì nó như này. Một cái chú chim mà nó đang nóng tính mà nó cám nóng nó hót gắt ấy, thì chúng ta chỉ có dùng cám mát và chúng ta nuôi mát nó đi thì cái độ hót của nó, cái độ hót gắt của nó không còn nữa và cái độ múa hót của nó thì nó sẽ ra hình đẹp mắt hơn, có thế thôi. Vì là nó là con chim mà nó đã có chút lửa mà nó cũng đã tương đối thuần rồi, đâm là cũng dễ là nuôi thôi, rất là dễ nuôi thôi, nhưng nó cũng chẳng khó. Thứ điều là trong cái quá trình mình nuôi ấy, thì mình cũng đừng để cho nó nhìn thấy chim cùng đồng loại,
rồi thì cũng đừng để cho nó phải dí giáp kè chim. Đấy. Thế Quang cũng hy vọng là nó còn một cái nước sót, tức là nó chưa phải là con chim vỡ thì vẫn gột lại được. Thế nhưng mà cái vấn đề là cái chú chim mà đã từng dí giáp mà cho đánh nhau rồi ấy, thì rất khó để mà chơi hót trở lại. Đấy. Thì qua cái clip này ấy, thì Quang cũng mong rằng anh em là nuôi chim ấy, thì khi mà chim nó chưa đặt lửa thì đừng có mà kè lồng mà cho đấu đá với nhau. Anh em cứ nuôi gột kể cả chim bổi này, kể cả chim non này, kể cả chim truyền lên này. Và khi nào mà thấy chim nó treo ra mà gọi mà bắt đầu nó giật giật nó múa như này thì anh em hãng mang đi dãi giật, hoặc là mới cho nó đấu từ xa để giữ gìn cái chú chim. Thế còn cái trường hợp mà anh em muốn đi dãi giật ấy, thì chúng ta chim nó chưa đặt lửa ấy, thì anh em phải treo ra thật xa. Với cái thứ hai là tránh những cái con nó hót to hót gắt ra. Đấy, kẻo là nó đè cho để về lại không lên được lửa. Mang cái chú chim mà nó chưa có lửa mang đi dãi rượt là cái rất tốt, nhưng mà chúng ta phải biết cách treo chỗ nào nó hợp lý. Đấy, hoặc là chúng ta nên mang đi những cái buổi nó không có những cái chú chim chơi tốt quá. Đấy là cái cách mang đi dãi rượt. Thế còn anh em chơi hót ở nhà thì nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần treo ra, ví dụ như treo ra lên trên thế này. Đấy, ra một cái chỗ thoáng sáng như này hàng ngày thì là chim nó không có để nó phải nghe thấy tiếng những con khác nó đè nó hoặc nó phải đấu đá. Thì hàng ngày là nó sẽ quen cái môi trường mới, nó quen cái khung mới thì là dần dần là nó sẽ hót. Đầu tiên nó chưa có lửa thì nó sẽ hót chuyện, sau đó anh em nuôi có lửa lên thì bắt đầu nó hót sổng. Đấy, và bắt đầu đạt lửa rồi thì là nó sẽ ra giọng đấu và nó sẽ ra hình như thế này. Đấy. Đấy, nó sẽ ra hình như này. Đấy là cái cách nuôi gột. Nó chưa có lửa thì anh em cố gắng là nuôi nó tách riêng ra một phun. Và cái mồi tươi mà dành để cho lên lửa cho chờ than ấy, thì cái mồi tươi mà nhanh siêu tốc đó là sâu rồng, sâu quy, rồi thì là sâu gạo, rồi thì là rán đất, thạch thùng. Đấy, tôm tép tươi, thịt bò. Đấy là cái mồi thịt bò thì nó cũng không phải là lên lửa nhanh đâu. Đấy, là những cái mồi tươi mà Quang kể ra. Thì tuy nhiên rằng là chúng ta mà cho ăn ấy thì cũng phải có cái chiến lược cho ăn làm sao cho nó hợp lý. Chẳng hạn như là cho những cái mồi tươi như thế thì anh em phải có những cái lồng tập lực để cho chim nó bay nhảy. Thế còn nhiều con ấy là anh em nuôi ở trong cái lồng nhỏ này, anh em cho ăn những cái mồi tươi mà nó nóng quá như thế là nhiều lúc ấy là dẫn đến chú chim của chúng ta nó bức, nó cáu, nó căng lửa nhanh quá mà. Đó. Thế còn thực ra thì nếu như mà chúng ta mà muốn nuôi mà nó ổn định ấy, mà nó lên lửa đều ấy, mà nó chơi bền ấy, thì những cái mồi tươi mà như Quang vừa nói ấy, thì anh em cho vừa phải thôi. Còn chủ yếu là anh em mới cho ăn thịt bò thì tuần độ khoảng 3 lần. Đấy. Có một con nào mà nó to khỏe nó ăn nhiều thì chúng ta cho nó nhiều một chút, băm nhỏ nó ra. Còn con nào mà nó bộ nó bé bộ cau nó ăn thì nó ăn ít thôi, thì chúng ta cho ăn thì tùy được mỗi con chúng ta căn. Thế còn cái cào cào thì chúng ta muốn nó nhanh lên lửa thì chúng ta cứ cho ăn cái cào cào tươi. Cào cào tươi thì cứ cho ăn độ ngày độ khoảng 20 con. Đấy. Khi nó đạt lửa như này rồi ấy, thì các bạn có thể có cho 5 con vào nó cũng ăn hết. Đấy. Cái con dế thì chúng ta cho chòe than ăn ấy, thì chúng ta vẫn phải cho ăn hàng ngày để tạo cái độ béo cho chú chim. Đấy. Không cho ăn dế thì nhiều lúc con chim nó hay bị gầy đi. Đấy. Như vậy cái dế. Đấy. Còn ở ngoài Bắc thì có cái con nhộng tằm thì nó cũng rất là mát. Đấy. Thì chúng ta có thể cho ăn thêm một nhộng tằm cũng được. Nhộng tằm tươi ấy. Đấy là con nhộng tằm. Thế còn kinh nghiệm thì thực ra thì nó cũng không có gì là gọi là nhiều đâu. Đấy, những cái Quang nói như thế là nó cũng là hết rồi, không còn gì để mà nói nữa đâu. Đấy, chỉ có điều là anh em chăm ấy thì nó như này. Khi mà nó có nắng sáng đẹp thì anh em phải cho chim nó tắm nắng. Thế còn cái chuyện tắm nước thì như này. Mỗi một ngày thì chúng ta có thể cho nó chim nó vào lồng tắm một lần. Còn cái việc mà con chim nó tắm hay không tắm ấy, thì anh em nó đừng quan tâm.
Và cái việc quan tâm của chúng ta là cái cống nước, cống cám mà chúng ta phải thường xuyên thay dọn sạch sẽ. Cái lồng trại cũng thế, là luôn luôn vệ sinh sạch sẽ, không để nó ngửi đến mùi phân, mùi cứt của nó quá nhiều là con chim nó sẽ khỏe mạnh. Một khi nó đã khỏe mạnh, nó sạch sẽ thì là tự khắc là nó sẽ chơi tốt thôi. Chứ nhiều anh em nuôi chim là để bẩn quá, để nó ngửi mùi phân của nó thì làm sao mà nó có sức khỏe tốt được. Đấy là về những cái kinh nghiệm chăm chim thì Quang cũng có thể chia sẻ được anh em là có thế thôi. Chứ nó cũng không còn cái gì hơn nữa cả. Anh em cứ nuôi chim là nó sạch sẽ này, lúc nào nó cũng được sạch sẽ này. Đấy, rồi mồi tươi là nó ăn uống nó đầy đủ này. Đấy, cám bã thì cám thì nó ổn định. Thì là tự khắc và dần dần con chim nó có lửa lên nó chơi thôi. Đấy. Và cái đặc biệt ấy, anh em nên nhớ rằng là cái loài chòe than với họa mi ấy, mà muốn lên lửa ấy, thì chúng ta phải có một cái thung riêng cho nó, có mỗi thế thôi. Đấy. Thế còn muốn nhanh lên lửa nữa thì anh em phải chịu khó mang đi treo ở cái chỗ lạ. Đấy. Treo chỗ lạ thì là thường xuyên mỗi ngày mang đi treo nó độ khoảng 1 tiếng ở chỗ lạ, mà treo đúng ở một cái điểm duy nhất thôi nhé. Chẳng hạn như là Quang có cái sân vườn chung cư A5 là cái cội rãi ấy, thì những con chim nó chưa chơi được ấy, thì Quang toàn phải mang đi vào cái buổi anh em chưa họa mi. Đấy, chứ còn mang vào cái buổi anh em có chòe than, những con chim nó chơi tốt mà chim mình chưa chơi được mà mình mang đi ấy, ra là gần như là chim của mình là không dám chơi. Đấy là về cái cách rãi rượt. Cách chăm sóc Quang cũng chia sẻ rồi, cách rãi rượt thì Quang cũng chia sẻ rồi. Thế còn cái sản phẩm cám thì anh em tự cảm nhận. Đấy, ở trên thị trường thì nó có rất là nhiều các cái hãng cám khác nhau. Thực ra thì cái hãng cám nào thì cũng mong muốn rằng là làm những cái sản phẩm cám nó tốt nhất để đưa đến cho anh em để rồi tin dùng thôi. Thế còn như Quang ấy thì sau khi mà đã nuôi gột quay trở lại với cái bộ môn chòe than này từ năm 2020 thì cũng đã nuôi gột rất là nhiều những cái con chòe than từ bổi lên này, từ mép lên, từ truyền lên và cũng từ chim con lên, là Quang cũng hiện tại ở nhà Quang bây giờ cũng còn rất là nhiều. Ít nhất đấy là nó khỏe khoảng 25 đến 30 con. Tất tần tật các loại chim non, chim truyền, chim bổi, chim mép là ở nhà Quang là có rất nhiều các thể loại. Vẫn là giữ để nuôi để chứng minh cái sản phẩm cám để cho anh em thấy. Đấy, thậm chí ngoài ra là Quang cũng có một số những cái chú chim như này Quang mua đi bán lại về để làm cái clip để chứng minh cho anh em thấy rằng là khi mà một cái chú chim mà họ đang cho một cái sản phẩm cám khác mà mình về mình đổi thẳng sang trực tiếp sang cái cám của mình, nó không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề con chim nó thay lông hay là vấn đề lửa khói con chim. Quan trọng nhất là cái cách chăm sóc của chúng ta thôi. Đấy. Cái chú chim này là cái chú chim mà rất là nóng tính, mà nếu như mà sử dụng cái sản phẩm cám nóng kích thích ấy, thì rất dễ đến con chim là sẽ đá lóc. Con này là có tật đá lóc đấy, nếu mà nó nóng quá, nó căng thì nó đá lóc, nhảy đá lên lóc lồng một phát. Đấy. Thì lúc mua về thì Quang cũng đã nói với người bán là con chim này là nó bị đá lóc. Thế nhưng mà thực ra thì mình nuôi gột được, đâm ra mình cũng chỉ nói thế thôi, chứ mình cũng chả kêu ca gì là tật lỗi thế này kia. Chúng ta cứ nuôi nó dịu mát đi mà là dần dần nó hết cái tật đấy thôi mà. Đấy. Thế còn nó căng quá là kiểu gì chả đá lên lóc. Đấy. Nó đá thẳng lên lóc lồng ấy nhá. Tôi vừa rồi là đấy là nó chỉ là táp vanh cao thôi, nó táp lên cái vai lồng thôi. Đấy. Quang để ý rồi, có lúc về mấy lần là nó đá ngược hẳn lên lóc thôi. Đấy. Nó căng quá mà. Nó căng theo kiểu căng ảo, căng theo kiểu lửa ảo, lửa kích. Đấy. Cái clip này thì Quang làm đến đây thôi. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày thứ 11 nuôi em nó. Và Quang cũng chỉ muốn chứng minh cho anh em thấy rằng là đấy, cũng rất là nhiều bạn cứ hỏi Quang rằng là cái cám ấy thì đổi sang cái cám của anh nó có vấn đề gì không. Đây thì Quang mua luôn một con chim thực tế về để đổi luôn cám rồi cho anh em thấy. Đấy. Đây là cái bãi phân mà chim nó là phân cám nó vừa rỉa ra đây này. Đấy. Đấy, nó vừa rỉa ra này, cái bãi phân này này. Đấy. Chú chim này thì từ sáng giờ là chưa có một chút mồi tươi nào cả, toàn là cám thôi. Ngày hôm qua thì được mấy con cào cào tươi, mấy con dế, có thấy không? Giờ nó đạt lửa như này rồi thì không cần thiết phải cho ăn nhiều mồi tươi lắm. Ngày chỉ cần khoảng 40 cào tươi với cả 40 dế thôi là nó sẽ hợp lý.
mỗi con sườn than nó có một cái khẩu phần ăn nó khác nhau nhé. Đấy. À, anh em là chơi ở nhà thì nó không quan trọng lắm đâu, điều nó dễ thôi. Đấy, cái điều mà để mà chơi vào dàn và cội điều mồi tươi nó mới khó, chứ còn chơi ở nhà thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy, đến ngày hôm nay thì là chim vẫn cứ chơi hót múa là ok nhé. Quang vẫn đang cho nó nghe với cái clip mà cái con này là con Bắc Linh này, của Quang này, mua ở Bắc Linh từ năm 2019. Con này là con chim vỡ rồi, rất là khó đưa vào giàn, lúc thì vào được, lúc thì không, lúc thì vào chơi rất đẹp, lúc thì cấu gắt thủ tục. Đấy, cái chim vỡ thì nó khổ thế. Đấy, con đang cho chim nó nghe cái và cho nhìn thấy đây, đang cho nhìn thấy nó đấu với điện thoại này. Đang cho chú chim của chúng ta là nhìn thấy đấu với điện thoại này. Khi mà Quang nhìn thấy cái chú chim này ở trên clip ấy, thì cái đuôi nó rất là đẹp và sẵn sàng bỏ ra 4 triệu rưỡi để mua, mặc dù biết là nó là con chim không chơi được. À không, chim được chơi. Chủ có nói rằng là rất là cáu và xù sụp. Đấy. Nhưng mà cũng hy vọng rằng là về với cái bàn tay dìu dắt của mình ấy, thì mình sẽ dãi được từ từ cẩn thận lại, thì hy vọng còn một cái nước sót nữa. Nếu mà không được nữa thì chắc chắn là sẽ phải để ghép đẻ để ra những cái đàn con đẹp để nuôi chim con. Đấy. Nếu mà để mà nhìn cái con chòe mà đuôi nó to được như này và nó múa hót được như này thì chắc chắn rằng là rất là nhiều bạn mê. Quang nói thêm ở cái clip này một chút là có những người ấy thì chỉ thích nghe giọng hót thôi. Đấy. Còn đa phần ấy thì đã chơi chòe than ấy, thì cái con chòe than nó đẹp ở cái đuôi, nó đẹp ở cái độ múa hót giật múa lên xuống, cái con chòe than nó đẹp ở cái đấy. Đấy, nhiều anh em thì lại không thích, đấy, có bảo con này hót chả ra cái gì cả, đấy, cứ chẹt như gà con ấy. Đấy. Thế nhưng mà đa phần ấy thì con chòe ấy, thì để mà chơi ấy thì nó đẹp nhất là cái đuôi. Đấy, nó múa hót rồi nó ra hình như này thì nó mới đẹp, chứ còn để nghe hót thì nói chung là những cái con bổi mà nó hót giọng hay ấy, mà nó không có hình ấy, thì nói thật với anh em rằng là nó kịch kim đập đầu vào tường 3 triệu một con, hót từ sáng đến tối. Mùa này đang căng lửa, nếu mà chỉ nghe hót ở nhà thì đúng treo ra, nó hót từ sáng đến tối. Còn thấy anh em, nhiều anh em đang bán trên mạng cũng chỉ khoảng đập đầu vào tường cũng chỉ 3 triệu một con. Đấy. Đấy là cái loại chòe mà kể cả hót giọng hay ấy, nhưng mà nó không có hình hoặc không đấu được ấy. Thế còn ví dụ như là cũng chia sẻ với anh em này, một cái con chòe mà đuôi to như này mà có thể treo được ở dàn mà nó chơi được như này ấy, thì không có giá dưới 15 triệu. Nếu như mà để treo vào dàn mà khoảng độ chục con mà nó cứ múa nó giật ra nó chơi được như này, không có giá dưới 15 triệu. Thế là cũng chia sẻ với anh em là như thế. Đấy. Thế còn nó chỉ là con chim mà treo ra biên cà phê nó đã bị vỡ sụp xù xù rồi, thì với cái đuôi đẹp thế này thì nó khoảng 5-6 triệu. Đấy. Thì bản thân con này thì Quang mua cũng đã là 4,5 triệu rồi. Đấy. Mà lúc mua thì nó không chơi được cái này đâu. Đấy. Mà người bán ấy thì cũng là anh em buôn bán chim thì cũng có biết Quang. Và cũng khi Quang gọi điện mình cũng có nói là nếu mà em bán cho người khác ấy, thì nó hơn, nhưng mà với anh Quang thì anh chỉ để 4,5 triệu thôi, thì Quang đồng ý Quang mua luôn. Đấy. Cái clip đầu tiên thì Quang có xem cho mọi người xem cái tin nhắn và cái chuyển khoản của Quang là 4,5 triệu của cái chim này. Đấy. Thì Quang cũng muốn là về nuôi nó xem như nào để có thêm những cái kinh nghiệm để sau này có thể chia sẻ hướng dẫn cho anh em về cái chòe than thôi. Những cái nhất là những cái chú chim mà mua đi bán lại như này thì mình càng phải nuôi gột để mình xem biết được cái tính cách của từng con như nào để sau này có thể chia sẻ được các cái kinh nghiệm thực tế cho anh em. Đấy. Nếu mà một con chim như này mà là con chim con nuôi lên ấy, chim non nuôi lên ấy mà nó treo được vào dàn ấy,
mà nó chơi được như này ấy, thì nó rơi vào khoảng 20 triệu anh em nhé. Đấy, mà phải đuôi phải đẹp như này, chưa nói đến đi thi nhé. Đấy, chơi được dàn tốt, còn đi thi có giải thì nó còn nhiều tiền hơn nữa nhé. Đấy, để cho chia sẻ cho anh em biết thêm một chút về cái bộ môn trời than chơi múa hót. Đấy, những cái con chim mà nó thường xuyên nó có giải thì không có giá dưới 40-50 triệu, là những con chim ở trên dàn thi ấy. Đấy, nó phải tầm từ 40-50 triệu trở lên. Đấy, đấy là những con chim mà đuôi tương đối đẹp mà có các cái giải của các cái giải thi mở rộng ở ngoài Bắc này. Đấy, thế còn cũng chưa thấy một cái con nào mà ở trên dàn thi mà nó có cái bộ đuôi to như này, rất là hiếm. Đấy, các bạn thấy là nó chơi rất là điên cuồng. Thế còn cũng có rất là nhiều anh em mà con thấy có nhận xét ở mấy cái clip trước là cứ bảo là nó hot có ra gì đâu. Thì thực ra thì với Quang ấy thì giọng hot hay nó cũng quan trọng, mà mình chơi là mình xem nó múa. Nó múa là chính, nó xòe ra này, nó chơi là chính rồi chứ cũng không quan trọng giọng hot đâu. Đấy là với Quang, và cũng Quang thấy là cũng có rất là nhiều người là như thế. Đấy. Thế còn một số anh em mà nghe hót ở nhà thì cứ chọn cái con giọng hay thôi, để chúng ta treo chúng ta nghe hót thôi. Mỗi người có một cái quan điểm chơi chim và cái tiêu chí nó khác nhau. Mình con thấy là cái con này một số các clip trước ấy, có một số anh em là có nhận xét là hót nó không ra gì, giọng nó dở quá. Đấy, nhưng mà với Quang ấy, và Quang thấy là một số và toàn bộ anh em ở câu lạc bộ chơi các cái dàn cội ấy, là không quan trọng cái giọng hót, không quan trọng là nó có hot hay không, mà quan trọng là nó phải treo ra, nó phải đấu và nó ra hình được như này thì nó mới có giá trị. Đấy, treo và dàn và cội bạc đi thi mà nó liên tục có chơi được như này thì mới có giá trị. Chứ còn nó đứng đi một chỗ nó hot, nó hay mấy thì hay, mà nó không có hình thì cũng giỏi lắm thì đến vòng 4, vòng 5 là bị hạ thôi. Đấy, kể cả giọng có hay cứ cho là hay nhất cả nước Việt Nam thì một con chè giọng hay nhất luôn, nhưng mà với cái tiêu chí chấm thi thì cả ngoài Bắc và cả trong Nam, khi mà con chè nó chơi ở trên dàn mà nó không có những cái gia hình nhất định, đấy, nó không có táp vanh như vừa xong, đấy, nó không có chạy bố đấy như vừa rồi, hoặc là không có cái lết chạy cầu đấy, thì nó cũng chỉ là vào đến vòng 4, vòng 5 là bị hạ cái lỗi kém hình. Đấy, thì đứng yên một chỗ hót và giọng hay mấy thì hay thì vẫn bị hạ thôi, nó do tiêu chí. Đấy, cái tiêu chí là con chim nó luôn luôn nó phải di chuyển và nó chơi như này mới là có giá trị. Đấy, thì cũng chia sẻ một số cái để có những anh em mà chưa đi thi bao giờ, hoặc là cũng chưa quan tâm đến cái bộ môn trời than múa hót thì cũng không rõ, thì mai Quang chia sẻ luôn là như thế. Đấy, một cái chú chim mà nó treo vào dàn hoặc đi thi mà nó liên tục nó có cái lết chơi như này ấy, thì nó mới có giá trị. Đấy, cũng hy vọng rằng là nuôi gột mà đưa được cái con chú chim này vào dàn thì nói thật với mọi người là nó có giá trị lắm. Đưa vào dàn mà nó đấu, treo vào dàn mà nó đấu nó không xù mà nó cứ chơi được như này thì nó cực kỳ giá trị luôn, mà rất là nhiều người mơ ước luôn, chứ không phải nói đến là một mình Quang. Đấy, cái clip này thì Quang chia sẻ đến đấy thôi, nói ra những một số những cái mà Quang cũng gần đây thì cũng dẫn anh em ở câu lạc bộ đi thi các tỉnh nhiều rồi, thì cũng là gặp gỡ và giao lưu với rất là nhiều các anh em trời than chơi múa hót ở ngoài Bắc, ở các câu lạc bộ các tỉnh, thì Quang cũng chia sẻ lại để một số những anh em mới chơi hoặc là cũng chỉ chơi nghe hót ở nhà thì hiểu biết thêm một chút, chứ không phải là cứ bảo là giọng nó không hay là không có giá trị thôi anh em ạ. Cái con đại lộ là cái con thi ở ngoài Bắc này, nhất là rất là nhiều giải đấy, là bây giờ trị giá của nó khoảng 200 triệu ấy. Là gì? Là giọng của nó cực dở luôn, nghe không ra một cái gì luôn. Nếu như mà nó vào nó đấu thì phải nói rằng là đấy, nếu mà anh em nào mà chơi dàn với cội đi thi tố ngoài Bắc này thì nghe nói đến tên con đại lộ thì chắc là cũng không lạ lẫm gì cả. Đấy, là một con chim con nuôi lên, giọng nó như con gà con, chẹt, không ra một cái gì cả luôn. Nhưng mà khi mà nó treo vào dàn hoặc đi thi thì nó chơi thì lết chơi của nó thì gần như là vô đối luôn, không ít có con nào mà có thể địch lại được nó hiện tại đến cái thời điểm như bây giờ. Đấy, đây là Quang chia sẻ với anh em là như thế. Cái clip này thì Quang dừng lại ở đây thôi.
Đấy thì cũng chứng minh cho anh em thấy rằng là một cái chú chim mà Quang về đổi cám và cái cách nuôi gột của Quang, chú chim không có một cái vấn đề gì là về cái vấn đề nó cái cám bã nó không quan trọng đâu anh em ạ. Thế còn cái sản phẩm cám chòe của Quang thì Quang nói luôn ở trong cái clip này là cái sản phẩm cám chòe là cám mát ăn quanh năm kể cả lúc thay lông. Đấy. Mà như con này Quang sẽ chăm lông mùa tới này, để sang năm Quang sẽ quay cho anh em thấy là nó sẽ có một cái bộ lông nó còn óng mượt hơn như này rất là nhiều luôn. Và cái lết chơi của nó sang năm ấy là nó sẽ không vồ vập vậy đâu. Quang nuôi rồi anh em sẽ thấy rằng sang năm nó chơi nó chậm rãi lại, nó múa cực đẹp luôn. Thế còn nó đấu được như nào nữa còn phải do cả cái duyên nữa. Đấy. Xem là cái duyên của nó là nó đã vỡ thực sự chưa hay là nó đã là ngấm vào cái chuyện đánh nhau thực sự chưa. Thì là cái đấy là còn cái duyên cuối nữa. Đấy. Thế còn Quang sẽ giữ Quang nuôi. Và sắp tới này Quang chăm lông mùa tới này. Tháng 9 tháng 10 tới này là đến cái mùa thay lông. Thì Quang sẽ chăm lông và sang năm Quang sẽ quay cho anh em xem một cái chú chim có bộ lông phải nói là cực kỳ óng mượt và đẹp luôn. Để chứng minh cho anh em thấy cái sản phẩm cám xòe của Quang là nó luôn luôn là cái tiêu chí hàng đầu khi mà nuôi nhốt chim ở trong lồng ấy, là phải có một cái bộ lông óng mượt. Clip này Quang dừng lại đây thôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các cái clip sau của Quang.